Đài truyền hình Master Ruma xin hân hạnh giới thiệu với quý vị những ấn phẩm trong kho tàng chân lý vô thượng của pháp môn diệu âm. DVD 208, bộ DVD Vườn Địa Đàng khoe sắc xuân Ruma. Vạn vật trên quả địa cầu này một lần nữa lại được khoe sắc thấm trong mùa xuân Ruma, mùa xuân năm 2017. Khóa bế quan lần thứ 37 được tổ chức tại thiền đường Campuchia, tỉnh Kandai, Vương quốc Campuchia. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Xuân Đinh Dậu, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2017. Con người của mình có trắng và có đen, có sống và có chết, có đúng và có sai. Thấy không? Có sáng, có ánh sáng và có bóng tối. Thấy không? Cho nên con người của mình á, lúc không có quân bình với cuộc sống, luôn luôn lúc nào cũng hướng về cái bóng tối, lúc nào cũng nhìn cái phủ định nhiều hơn. Trăm ngàn người ở đây, luôn cả trăm vạn vạn người chúng sanh trên thế giới này cũng vậy. Họ cũng bị cái thế giới ma dương này gạt gẫm họ nhiều quá rồi. Sợ rồi, đồ giả nhiều quá. Khi minh sư đến rồi thì mình cũng không biết ai là minh sư, ai là thật, ai là giả.